là có 12 nhịp dẫn thì chúng tôi đã thi công sản xuất dầm và gác dầm xong 11 nhịp và đang tiến hành thi công lớp bê tông mặt cầu và lan can. Thế tiếp dưới đấy là có 11 đốt thi công tường chắn thì chúng tôi đã thi công xong 10 đốt và đang hoàn thiện phần lan can cũng như là phần đường đầu cầu gần 1 km thì chúng tôi đã hoàn thành xong được cấp phối đa dăm loại 1 của một bên đầu Kim Thành, còn bên kia là đã xong xử lý là đất yếu. Đấy, và các cái hạng mục cống ngang